Hòa trong không khí hân hoan cả nước chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 78 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Hòa Vang, Trường Trung học phổ thông Ông Ích Khiêm huyện Hòa Vang tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường 1968-2023. Đến dự và chung vui với thầy và trò nhà trường có nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đức Hạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh. Được thành lập từ năm 1968 với tên gọi Hiếu Đức, nay là Trường Trung học phổ thông Ông Ích Khiêm. Trải qua 55 năm thành lập và phát triển, trường được đầu tư xây dựng đầy đủ các khối phòng học, phòng bộ môn, thư viện, khu thể chất. 100% phòng học được lắp đặt TV với diện tích gần 22.000 m², đáp ứng yêu cầu đổi mới của nền giáo dục. Với 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, 27 cán bộ giáo viên có trình độ thạc sĩ, nhiều thầy cô giáo của trường trở thành tấm gương sáng trong sự nghiệp trồng người, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố, huy chương vì sự nghiệp giáo dục. Với mục tiêu xây dựng Trường Trung học phổ thông Ông Ích Khiêm hạnh phúc, đoàn kết, chất lượng cao, phát triển bền vững, thời gian tới thầy và trò nhà trường nỗ lực không ngừng để ngày càng gặt hái thêm nhiều thành tích, nối tiếp sự nghiệp trồng người mà các thế hệ thầy cô giáo trao truyền lại.